Có thể là đối với mọi người, cái tình cảm gia đình đó, nó là cái gì đó nó thiêng liêng và nó gần gũi lắm. Nhưng mà đối với Dược sĩ Tiến, đối với Tiến là từ hồi nhỏ khi mà nghe thầy cô, nghe tất cả mọi người nói là ba mẹ lúc nào cũng thương con vô điều kiện, thì Tiến không bao giờ hiểu và không bao giờ cảm nhận được cái điều đó cho tới năm 27, 28 tuổi. Nó có rất là nhiều thứ đó. Một cái tính người hay lý sự như Tiến nè, cũng cá tính khá là mạnh nè, cộng thêm một tí xíu nữa là khi có học, có hành đồ vô, lại tự cho mình học cao, hiểu rộng hơn mẹ. Bởi vì mẹ mình học đâu có tới đâu, mẹ học tới lớp 3. Cho nên là những cái lúc mà cãi vã với mẹ, hay mẹ đưa ra quan điểm của mẹ, hoặc là mẹ đưa ra kinh nghiệm của mẹ, thì mình luôn coi thường. Và đặc biệt là lúc đó một cái thằng nhỏ mới lớn mà, sẽ luôn không cảm thấy thích thú với cái việc là mẹ kiểm soát cái cuộc sống của mình và luôn muốn can thiệp vào tất cả những cái công việc của mình. Thì cái sự mâu thuẫn đó nó diễn ra tới cực điểm luôn. Thậm chí có những lần là mẹ chỉ gọi điện, mẹ hỏi là con ơi con ăn gì chưa, con ăn không, thì mình cũng quạo, mình cũng có cảm giác rằng là trời ơi, tới cái chuyện ăn của tôi mà mẹ cũng muốn kiểm soát nữa sao. Tới khi mà vào showbiz hoạt động thì mình cũng gặp người này người nọ người kia, và trong cái quá trình làm việc thì vô tình cũng có những lúc mình bị người ta làm tổn thương mà, nhưng mà mình vẫn tươi cười với người ta. Mình vẫn nhẹ nhàng với người ta, tỏ ra mình là một người lịch thiệp, biết cách cư xử, biết cách đối nhân xử thế và luôn khéo léo với tất cả mọi người. Tới một ngày mình chịu không nổi nữa, mình ấm ức, mình khóc, thì mình mới chợt nhận ra một cái điều rằng là thì ra trước tới giờ mình luôn cố gắng lịch thiệp để lấy lòng tất cả mọi người, nhưng mà mình chưa bao giờ thử cố gắng lịch thiệp một lần với mẹ của mình.